sĩ Hoàng Kim, giảng viên trường Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện của trường Đại học Cần Thơ, hiện nay trên đường đi chưa đến, và đại diện của trường Đại học An Giang. Và hiệp hội thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu diễn đàn này là sự hiện diện của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Giống Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Cháo, chủ tịch hiệp hội. Về một cơ quan nữa là Phân viện Cơ điện Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng có mặt hôm nay. Về lãnh đạo và đại diện các sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư, Chi cục Phát triển Nông nghiệp các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp và An Giang. Về các doanh nghiệp tham gia tài trợ và tham dự diễn đàn, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Tổng Công ty Lương thực Miền Nam là tài trợ chính diễn đàn. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thợ Tý, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Và các nhà đồng tài trợ gồm các Công ty Phân phối Bình Điền, Công ty Cổ phần Thế giới Thông minh, Công ty Cổ phần Thiên Sinh, Công ty Bayer Việt Nam, Công ty Phân phối Đất Phúc, Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sơn Thành, Nhà máy Phân phối Đại Nông, và cùng các doanh nghiệp khác như Công ty Exco Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Sinh Trang trại Sinh thái, Công ty Cổ phần Tâm Đại Pháp, Doanh nghiệp Tư nhân Nam Nhã, Doanh nghiệp Tư nhân Đức Hơn, Doanh nghiệp Tư nhân Thành Trung, Doanh nghiệp Tư nhân Gạo Thành Kim. Đặc biệt, chủ thể chính của diễn đàn hôm nay có hơn 250 đại biểu nông dân trồng lúa của 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đề nghị chúng ta có một tràng pháo tay con lên chung. Về tham dự diễn đàn gồm có các cơ quan thông tấn báo chí đến thông tin và cổ vũ cho thành công của diễn đàn, gồm có VTC16, VTV9, VTV tại Cần Thơ, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh và Truyền hình của các tỉnh Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Kiên Giang, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên, Báo Nông thôn Ngày nay, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Báo Khoa học Phổ thông. Việt Nam Nêu, Thông tin Sinh học và Thống kê thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Tạp chí Trang trại đề nghị chúng ta nhìn thấy phân minh. Về chương trình làm việc hôm nay, từ 7:30 đến 8 giờ sẽ đón tiếp ghi danh đại biểu. Từ 8 giờ đến 8 giờ 10 tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình, giới thiệu chủ tọa đoàn đang cố vấn và đang thư ký. 8 giờ 10 đến 8 giờ 20 phát biểu khai mạc diễn đàn. 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 báo cáo đại diện gồm có 4 báo cáo. Diễn đàn chúng ta được nghe báo cáo thứ nhất là tổng quan thị trường xuất khẩu gạo và phát triển dùng nguyên liệu lúa xuất khẩu do Tổng Công ty Lương thực Miền Nam trình bày. Báo cáo thứ hai là mối liên kết chiến lược giữa doanh nghiệp và nông dân trong các đồng hồ lớn do Phó sư tiến sĩ Dương Nhân Chính, Công ty Cổ phần Phát triển Kiên Giang trình bày. Báo cáo thứ ba là thực trạng sản xuất lúa tại Kiên Giang và định hướng trong thời gian tới do Sở Nông nghiệp và Phát triển Kiên Giang trình bày. Và báo cáo thứ tư là mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo và định hướng cho thời gian tới do nhóm nghiên cứu của Viện Kinh tế Việt Nam trình bày. Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 20 trao đổi thảo luận phát biểu của nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp trả lời câu hỏi của đại biểu và nông dân. 10 giờ 20 đến 10 giờ 20 ta giải lao. 10 giờ 30 đến 1 giờ 45 hỏi đáp trao đổi thảo luận phát biểu của nông dân, doanh nghiệp và đại biểu. Tiếp tục phát biểu của các tỉnh, các thành. Tiếp tục trả lời câu hỏi của nông dân. Đến 11 giờ 45, 12 giờ thì tổng kết diễn đàn và dùng tổng đơn. Về buổi chiều thì vào lúc 3 giờ, ban tổ chức đã tổ chức một vị trí tham quan tại trại sản xuất giống lúa Thiện Chính, địa chỉ là xã Thịnh Đông, Tân Hiệp, Kiên Giang. Quý đại biểu có yêu cầu tham quan thì đăng ký với ông Trần Hoàng Anh, cán bộ phòng thông tin nông dân, trung tâm khuyến nông Kiên Giang.
qua điện thoại số 0915 855 455 hoặc trực tiếp chúng ta cung cấp tại bàn tổ chức đại biểu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một đại ông Mai Thành Tùng, trưởng bộ phận thường trực tại Nam Bộ, trung tâm nông gia. Thứ hai là ông Đỗ Minh Nhật, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang. Thứ ba là ông Nguyễn Thọ Ký, phó tổng đốc tổng công ty lương thực miền Nam. Và thứ tư là phó sự tiến sĩ Dương Nhân Chức, công ty bộ phòng bảo dịch Tỉnh Giang. Về ban tổ chức khoa học thì chúng tôi xin kính mời các vị giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhân Luận, phó giáo sư tiến sĩ Dương Nhân Chính, công ty bộ phòng bảo dịch Tỉnh Giang, tiến sĩ Hoàng Kim, trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu của trường đại học Cần Thơ, ông Hoàng Trung Kiên, giám đốc trung tâm khuyến nông thương ngư Kiên Giang, ông Lâm Thanh Hùng, phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang và ông Nguyễn Thọ Ký, tổng công ty lương thực miền Nam và đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Kiên Giang. Ngoài ra thì chúng tôi cũng trân trọng kính mời lãnh đạo và đại diện các sở nông nghiệp phát triển nông thôn và trung tâm khuyến nông các tỉnh, các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ lúa ở đồng bằng sông Cửu Long cùng tham gia giao lưu trao đổi cùng bà con nông dân. Về thư ký diễn đàn gồm có ông Quỳnh Tấn Tịnh, trưởng phòng thông tin chuyển giao kỹ thuật của trung tâm khuyến nông thương ngư Kiên Giang, ông Lê Văn Nguyên, trưởng phòng các hoạt động hợp của trung tâm khuyến nông thương ngư Kiên Giang, bà Trần Thị Thu Thủy, cán bộ phòng thông tin chuyển giao kỹ thuật trung tâm khuyến nông thương ngư Kiên Giang. Và tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Mai Thành Phụng, trưởng bộ phận thường trực tại Nam Bộ, thay mặt cho lãnh đạo trung tâm khuyến nông quốc gia lên phát biểu khai mạc diễn đàn. Xin kính mời. Kính thưa ông Trần Thanh Cảnh, trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân của tỉnh Kiên Giang. Kính thưa ông Mai Anh Diệp, phó giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn của tỉnh Kiên Giang và các đồng chí lãnh đạo của các ban ngành, các sở của Kiên Giang. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhân Luận và các nhà khoa học. Kính thưa ông Ngô Văn Giáo, chủ tịch hiệp hội giống cây trồng Việt Nam. Kính thưa ông Nguyễn Thọ Ký, phó tổng giám đốc tổng công ty lương thực miền Nam. Kính thưa tất cả các vị lãnh đạo của sở nông nghiệp phát triển nông thôn, trung tâm khuyến nông các tỉnh thành phía Nam, thưa các phóng viên báo đài và con nông dân, các doanh nghiệp. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, trung tâm khuyến nông trung ương của tỉnh Kiên Giang tổ chức diễn đàn khuyến nông an toàn nông nghiệp lần thứ 11 năm 2013 với chuyên đề phát triển dùng nguyên liệu lúa xuất khẩu. Được sự ủy quyền của lãnh đạo trung tâm khuyến nông quốc gia, tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu về tham dự diễn đàn. Chúc tất cả quý vị đại biểu sức khỏe và công quả thành đạt. Trong diễn đàn này, chúng ta vui mừng tiếp đón sự hiện diện đông đủ của các nhà khoa học, các nhà quản lý của các cơ quan trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, các phóng viên báo đài đã từng đồng hành với khuyến nông Việt Nam trong suốt chặng đường vừa qua. Đặc biệt là sự hiện diện của trên 250 nông dân trồng lúa của các tỉnh thành phía Nam mang hoài bão và nhiều bức xúc đến diễn này, đến diễn đàn lần này trong tình cảnh hiện nay giá lương thực, giá lúa gạo diễn biến rất phức tạp và đang xuống giá gây rất nhiều khó khăn và bức xúc cho bà con nông dân. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh là cây lúa, cây ăn quả và phong cá, trong đó trồng lúa là nghề truyền thống của nhân dân ta từ rất lâu rồi. Kinh nghiệm sản xuất lúa đã được hình thành tích lũy phát triển qua từng giai đoạn và đến nay có thể nói rằng là sự thành công nhiều kỳ của cái phát triển lúa của đồng bằng sông Cửu Long là được thế giới quan minh và đặc biệt là các nước đang phát triển rất là quan minh về thành công này. Tuy nhiên, mặc dù chúng ta đã thành tích rất lớn là xuất khẩu gạo hàng năm,
đứng hàng thứ nhì trên thế giới. Năm 2012 thì xuất khẩu được 7,7 triệu tấn gạo và trong tổng diện tích gieo trồng cả nước là 77 triệu hecta. Và chúng ta cũng mang về được một cái kim ngạch xuất khẩu rất là lớn. Tuy nhiên trong cái bối cảnh hội nhập toàn cầu, vấn đề cạnh tranh rất là gay gắt và hiện nay chúng ta đang đứng trước những thách thức rất lớn vì những cái nước như Myanmar, như là Campuchia hoặc là Ấn Độ cũng đang cạnh tranh rất lớn đối với lại là mặt hàng gạo của Việt Nam. Do đó cái việc mà tái cấu trúc lại ngành hàng và đặc biệt là tổ chức liên kết trong sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu lúa, nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng cường cải thiện tất cả các khâu, đặc biệt là các khâu thu hoạch, khâu vận chuyển, khâu chế biến và các khâu mà tiêu thụ lúa gạo là tình hình rất là bức xúc. Và sản xuất lúa chắc chắn là chúng ta phải nhìn nhận lại, phải chuyển từ số lượng sang chất lượng, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu để có thể là giúp bà con dân giải quyết cái bài toán là tránh được cái cảnh là được mùa và rớt giá. Để xuất khẩu gạo ngày càng ổn định, đảm bảo thu nhập cho bà con nông dân, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững thì rất cần những giải pháp. Nhiều ban trong đó có giải pháp thì chính sách của nhà nước, giải pháp về khoa học kỹ thuật, các nhà khoa học, giải pháp về tổ chức quản lý sản xuất của các ngành nông nghiệp các cấp và đặc biệt là đối với bà con nông dân cần phải nâng cao nhận thức của mình trong vấn đề là tăng cường cái giá trị trong chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo theo hướng là nâng cao giá trị ngành hàng chứ không phải tăng về số lượng nữa. À, dĩ nhiên là trong cái bối cảnh là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có cái đề án tái cấu trúc lại ngành nông nghiệp, chắc chắn rằng trong đó nền tảng là người nông dân phải có những suy nghĩ nhận thức trong vấn đề tái cấu trúc lại, đặc biệt là ngành hàng lúa gạo. Trong khuôn khổ của diễn đàn hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin rất cảm ơn tất cả nhà khoa học, các nhà quản lý, các anh chị em trong hệ thống khuyến nông đã giúp tập hợp được rất nhiều tài liệu tư liệu, cũng như là cảm ơn các doanh nghiệp đã đóng góp cho những ý kiến những bài vở trong cái bài làm diễn đàn hôm nay. Và chúng tôi đã tập hợp trong cái cuốn sách mà dày khoảng 336 trang có rất nhiều thông tin chúng tôi nghĩ rằng là sẽ bổ ích và cần thiết cho tất cả quý vị để tham khảo. Và những trang đầu của cái cuốn sách này chúng tôi cũng đã ghi lại tất cả tên họ, địa chỉ, số điện thoại, email của những cái người có liên quan vấn đề ngành hàng lúa gạo của Việt Nam để bà con dân quý vị có thể tiện tra cứu trên đàn sau diễn đàn này. Ở diễn đàn này chúng ta sẽ được nghe những cái báo cáo liên quan đến vấn đề sản xuất và liên quan đến vấn đề là xuất khẩu lúa gạo như thạc sĩ Trần Văn Dũng đã giới thiệu. Chúng ta sẽ nghe cái báo cáo của Tổng công ty Lương thực Miền Nam về tổng quan thị trường xuất khẩu lúa gạo và phát triển vùng nguyên liệu lúa xuất khẩu. Chúng ta sẽ nghe cái báo cáo của đại diện công ty cổ phần bảo trì thực nghiệp gia xung quanh cái vấn đề mối liên kết chiến lược giữa doanh nghiệp và nông dân trong cánh đồng của lớn. Chúng ta cũng sẽ nghe cái báo cáo về kết quả của viện nghiên cứu kinh tế Việt Nam về vấn đề phân tích mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long, chỗ nào là được, chỗ nào chưa được. Và chúng ta sẽ nghe cái báo cáo thực trạng sản xuất lúa tại Kiên Giang và định hướng trong thời gian tới đại diện của Sở Nông nghiệp của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đó là tỉnh Kiên Giang. Và dĩ nhiên cũng sẽ có rất nhiều thứ khác nữa trong diễn đàn. Tuy nhiên mục tiêu của diễn đàn là dành phần lớn cho giờ để cho tất cả đại biểu, bà con dân, quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi, thảo luận để tìm kiếm các giải pháp để đáp ứng cái tình hình bức xúc nhất hiện nay, đó là làm thế nào nâng cao chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với mục đích trên, ban tổ chức diễn đàn đề nghị tất cả quý vị đại biểu và bà con dân tập trung đề cập thảo luận và mạnh dạn nêu ra những vấn đề bức xúc sau đây. Thứ nhất là vấn đề cơ chế chính sách nào để thúc đẩy việc phát triển sản xuất tiêu thụ lúa gạo bền vững. Có phải chăng đó là vấn đề tiếp tục xây dựng cánh đồng lớn? Có phải chăng đó là vấn đề quy hoạch, vấn đề đầu tư xây dựng cánh đồng lớn, tăng cường đầu tư cho vấn đề nghiên cứu, hay là tăng cường đầu tư cho khuyến nông, tăng cường vấn đề xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, vấn đề làm sao có được hợp đồng bao tiêu đồng ra, hoặc là vấn đề bảo hiểm nông nghiệp, vấn đề tồn trữ lúa gạo, vấn đề thu mua tạm trữ, hay là thúc đẩy cơ giới hóa, vấn đề tín dụng dân dụng ngân hàng, ví dụ như thế. Vấn đề thứ hai là đề nghị tất cả quý vị đề ra những giải pháp để phát triển vùng nguyên liệu lúa xuất khẩu như thế nào là tốt đẹp, như thế nào là bền vững,
và chúng ta sẽ nghe được những ý kiến phát biểu về những mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ lúa gạo trong thời gian vừa qua, những mô hình có những kinh nghiệm tốt, những kinh nghiệm hay cần phổ biến ra sản xuất. Và chúng ta chắc có lẽ cũng được nghe các ý kiến trả lời của các nhà quản lý, các nhà khoa học cũng như các doanh nghiệp, những bài học kinh nghiệm rút ra từ vấn đề là tổ chức liên kết sản xuất tiêu thụ lúa gạo trong thời gian vừa qua. Chúng tôi kỳ vọng rằng thông qua những lần này, việc thứ nhất là tăng cường mối quan hệ của công nhà, và bà con dân ta phải chủ động hơn nữa trong vấn đề là bỏ cửa các nhà khác để tìm kiếm cho mình, tư vấn cho mình các nhà khác giải pháp. Và những lần này sẽ có sự trao đổi giao lưu tất cả công nhà, và chúng ta sẽ nhìn ra được những cái góc cạnh thực tế, những cái ý kiến khác khác để có thể đề xuất cho các cấp lãnh đạo về những cái vấn đề là thúc đẩy tiếp tục hơn nữa trong vấn đề phải không chung về ngành nông nghiệp và đặc biệt là ngành hàng sản xuất lúa gạo. Với những ý muốn như vậy, chúng tôi rất là mong muốn tất cả quý vị bà con nông dân đại biểu nên giúp chúng tôi tích cực nêu ra vấn đề để cho ban chỉ đạo, ban cố vấn cùng nhau trao đổi giao lưu với quý vị. Hình thức là giúp chúng tôi khuyến khích tất cả quý vị đại biểu bà con nông dân đứng lên trực tiếp phát biểu. Thứ hai là chúng tôi sẽ gửi đến tất cả quý vị cái phiếu câu hỏi, và như vậy là bà con nông dân quý vị có thể viết vào đó cái câu hỏi của mình, và chúng tôi sẽ chuyển lên ban chỉ đạo và cố vấn để giao lưu trả lời các câu hỏi. Trước khi kết thúc, chúng tôi xin chúc sức khỏe các cầu thủ vị đại biểu. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi long trọng tuyên bố khai mạc diễn đàn ngày hôm nay và xin chúc diễn đàn của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu khai mạc của ông Mai Thanh Phụng thay mặt lãnh đạo trung tâm khuyến nông quốc gia. Do sơ xuất trong quá trình giới thiệu thì chúng tôi có giới thiệu nhầm lẫn là trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang là ông Trần Tấn Cảnh, Trần Tấn Thành chứ không phải là Trần Tấn Cảnh, do nhầm lẫn xin lỗi ông Trần Tấn Thành. Và để bổ sung ban cố vấn thì cũng kính mời tiến sĩ Đỗ Khắc Thịnh là công ty cổ phần bảo vệ thực vật. Công ty cổ phần giống cái đồng miền Nam để tham gia ban cố vấn diễn đàn. Xin kính mời tiến sĩ Thịnh. Tiếp theo chương trình thì kính mời ông Mai Anh Vĩnh, đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang phát biểu chào mừng diễn đàn. Kính thưa ông Mai Thanh Hùng, trưởng đại diện phía Nam, trung tâm khuyến nông quốc gia. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các nhà khoa học, kính thưa quý vị khách quý. Trước hết, thay mặt quý vị đăng cai, tôi xin diện liệt chào mừng quý vị khách quý vị đại biểu, đại diện cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, lãnh đạo các cục vụ, diện trường, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, trung tâm khuyến nông, khuyến ngư, các tỉnh, các nhà khoa học, đại diện nông dân sản xuất lúa trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp cung ứng vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo. Có mặt tại đây để cùng tham gia diễn đàn khuyến nông quan trọng về phát triển vùng nguyên liệu lúa xuất khẩu. Đây là một diễn đàn quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển cũng là nông nghiệp hiện đại và bền vững. Kính thưa quý vị đại biểu, Kiên Giang, một vùng đồng bằng sông Cửu Long có vị trí thuận lợi và tiềm năng kinh tế lớn. Diện tích tự nhiên của tỉnh là 6.296 km vuông, với hơn 200 km bờ biển, có 140 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó lớn nhất là đảo Phú Quốc. Dân số Kiên Giang có khoảng trên 1.700.000 người, phân bố trên 15 đơn vị hành chính của tỉnh. Về tiềm năng về quỹ đất để sản xuất phát triển nông nghiệp còn khá lớn, thuận lợi phát triển các loại cây trồng như lúa, khóm, mía, dừa, tiêu, trà, vân vân. Nguồn lợi biển rất phong phú, bờ biển dài, bãi biển rộng,
có điều kiện thuận lợi cho khai thác và nuôi trồng thủy sản đa dạng. Kiên Giang là tỉnh có nhiều danh lam thắng cảnh và có di tích lịch sử văn hóa với các địa danh như Phú Quốc, Hà Tây, Hòn Đất, U Minh Thượng, tạo nên cảnh quan phong phú đa dạng, thuận lợi cho phát triển du lịch. Thưa quý vị đại biểu, đến năm 2012